Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các bạn đã đăng ký kênh HT Ảnh. Đây là video mình đăng để các bạn biết được thành quả của mình trong một năm vừa qua. Mình vẽ được bao nhiêu cái tranh nhé. Thì trong tất cả các số này thì là đều là những tranh của khách mình vẽ trong vòng một năm vừa rồi. Một năm vừa rồi. Đây là một năm nó khoảng 250 tranh. 250 tranh, đây là tranh toàn bộ tranh của khách mình vẽ. Thì có những cái tranh thì thông thường thì là người ta vẽ chân dung A3. Còn có những cái tranh thì là A2, A1. Hoặc có những cái tranh thì nhiều người, ví dụ như là 2 người hay là 3 người, 4 người cũng có. Đấy, nhưng mà thông thường nhất thì là vẫn là cái tranh chỉ than khổ giấy A3. Thì trong số khoảng 250 cái tranh này mình vẽ thì nó ở mọi miền Tổ quốc, tức là tất cả Việt Nam mình nhé. Và cũng có những cái tranh thì ở bên nước ngoài đặt vẽ và nhờ người ở Việt Nam ship qua, rồi tặng sếp, rồi là tặng bạn gái, rồi là những cái hình phục chế hồi xưa, hình lách lát ấy, phục chế, rồi vẽ chỉ đen, chỉ màu, nói chung là nhiều thứ lắm trong đây lắm. Thì số tranh này là mình vẽ trong một năm, khách đặt thì mình vẽ. Mình trượt lên cho các bạn xem cụ thể tranh. Ví dụ như là mấy cái tranh này này. Đó. Đây. Đó. Đó. Cái số lượng tranh. Số lượng tranh của nó là rất là tương đối nhiều, nó đủ các loại các bạn nhé. Đây có thể có loại này là vẽ trên gỗ. Mình vẽ trên gỗ nha. Cái này trên giấy này. Cái này sơn dầu. Cái này chì than này. Cái này là vẽ hai người này đó, cho nên là nếu mà tính vào đầu người đấy, nếu mà tính về số người ấy, thì một năm thì mình phải vẽ phải gần 300 người đó, gần 300 người, nên có cả con vật luôn đó, có cả hó đó. Thông thường thì là một chân dung như thế này, thông thường là những chân dung như thế này thì thông thường nhé, thông thường tại vì là đây là có những cái bức thì như bức này thì người ta đặt vẽ để tặng cho các sếp á. Sếp là người nước ngoài á. Đó. Hay là những cái bức này để cho bên người ta treo ở trong nhà chẳng hạn, hay là các cái chỗ mà làm việc người ta treo. Đó, đây là phục chế. Đây là cái hình mà mình phục chế lại từ cái hình cũ, hình chứng minh. Một cái hình chứng minh cũ hồi xưa đấy. Tức là bây giờ mình phục chế lại, vẽ phục chế lại. Đây là các cái hình đương đại này. Gom cận cảnh cho các bạn thấy nhé. Đó, đây. Đó. Rất nhiều nhé. Chủ yếu là vẽ con gái nhiều. Mình vẽ con gái rất là nhiều nhé. Con gái nhiều. Đó, các cô này. Cô giáo, các cô giáo này là các em tặng các cô ngày 20 tháng 11. Đó. Đó, tặng các cô 20 tháng 11. Đó, đây là hai người, hai vợ chồng. Đây là vẽ màu trên gỗ nhé các bạn nhé. Tấm này là vẽ màu trên gỗ này. Đấy, nhưng mà còn đấy, đây là một người Ấn Độ, một người Philippines. Đấy, khách vẽ trên khổ giấy A2. Đây, cảm ơn các bạn nhé. Các bạn muốn học online thì cứ bấm vào kênh của mình đăng ký thì mình nhắn tin qua Zalo cho mình đăng ký học thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Học phí nó chỉ có 500 ngàn thôi nha. Đây là vẽ cho một khách hàng ở bên Mỹ. À, chào các bạn nhé.